làm ăn như này là phá lát bộ phim của người ta rồi. Cái cảnh quay đẹp như thế mà quay xấu tàn tạ thế này chứ, không thể chấp nhận được. Diễn viên quần chúng đi ra ngoài đi, không biết đây là khu của đạo diễn à? Ê, cô có tin là tôi cắt vai quần chúng của cô luôn không hả? Anh tính cắt ai? Tôi mới là người cắt anh á. Em tôi là ai không? Em xin nghiêng mình kéo ghế mời nhà sản xuất ngồi. Chị ghé qua mà em không có biết. Làm quá à. Hôm nay á, tôi ghé qua bên phim trường của mình là để coi. Bởi vì tôi đọc kịch bản không à, không biết là hình dung ra được cái kịch bản của mình ngoài phim trường nó như thế nào. Đúng rồi, cái đầu óc của chị đọc kịch bản làm sao mà hình dung được. Đó, nhà sản xuất thì chỉ nghĩ tới tiền ạ. Ý nói là cái nội dung là chỉ có em hiểu được thôi. Em là đạo diễn em hiểu hết. Vậy hả? Dạ. Thôi bây giờ coi nha chị. Mấy đứa diễn phiên bản đầu tiên của bộ phim Ai là thủ phạm, phiên bản cổ điển action. Quang Quang Nguyễn ơi, cho con kêu Quang. Nào bay, nào kêu Quang mà cái giọng tù vậy? Dạ con đây Quang Nguyễn. Hả? Dạ con. Ai đây? Dạ con Thị Mè. Kêu Quang chuyện gì nói cho Quang nghe. Trời ơi Quang quá. Chuyện gì mà Quang? Hôm buổi sáng tinh sương, con còn ngủ say sưa. Bông co cái gì lấp lo, nó ngó vô trong phòng làm cho con hét la sùm. Ôi thấy ghê ghê quá, cái gì thấy ghê. Cái đó đó gì là cái đó đó, nói ngay dùm Quang, nói ngay tức thì kế Quang chú trì, đừng để Quang hiểu tùm lum. Dạ dạ Quang Nguyễn ơi, trời ơi cô đang ngủ đó, mỗi lần là con ngủ đó giống như đồng bào báo thức vậy đó. Ừ. Đúng giờ con sẽ dậy. Đúng mà không biết tại sao hôm nay con ngủ chưa kịp báo thức, con thấy sân chân à. Rồi thì sao ra là nó bưng cái giường con ra ngoài sân đó. Cái gì? Nó dọn sạch nhà. Ai dọn nhà con? Dạ dạ đó là thằng ăn trộm. Dạ dạ, hay cho tên trộm, giỏi cho tên trộm. Cắt ngay. Ủa? Trời đất ơi, tụi em đang giữ máu lửa quá, sao cắt vậy? Đang chị máu mà chị. Máu cái gì, tôi lên máu luôn rồi nè. Chị sao vậy? Anh đưa kịch bản của tôi, anh làm giống như Trang vậy đó hả? Anh không có thay đổi gì nữa hả? Kịch bản sao em làm như thế chứ? Bây giờ xé kịch bản đi. Xé cho tôi. Bây giờ chị muốn xé kịch bản đúng không? Đúng. Rồi, xé kịch bản là nghề của em. Được rồi, bây giờ em sẽ xé tan lát kịch bản luôn. Rồi, mình đưa đi vào trong đi. Đạo diễn, phá nát. Phá nát. Rồi. Trời, Quang quá trời nè, Quang quá trời nè, Quang. Nguyễn ơi, Nguyễn. Có Nguyễn đúng rồi. Cái trời gì? Trời ơi, Quang dễ sợ luôn. Cái gì đây? Quang Nguyễn đây, đâu? Quang đây, Quang chắc đây. Là coi. Trời ơi, có Quang Nguyễn rồi là phải có cái trống đi, tôi kêu Quang chứ cái trống đâu. Cái trống đây là chị. Trời đất ơi. Cái gì vậy? Cho tôi kêu Quang. Ê, bà làm gì vậy, bà làm gì vậy? Đánh trống. Bà quánh trống gì? Đánh trống rồi, có vui nè. Trời ơi, bà hay quá hả? Trời đất ơi, trời đất ơi. Hai cái đũa ăn cơm, bà nghĩ sao bà quánh cái trống này thành trống múa lân vậy? Quang ức dễ sợ. Quang ức cái gì? Trời ơi, thì cuộc đời tôi chưa bao giờ tôi thấy Quang vậy hết trơn á. Nói đi, ta là Quang, rồi ta sẽ xử cho bà. Ừ, có thằng ăn trộm. Cái gì? Thằng ăn trộm à? Ừ. Nó ăn trộm đồ nhà ba. Trời, nó vô nó trộm nhà tôi. Được rồi, nói tôi biết, nó ở đâu, nó là cái quân nào. Tôi xa nguyên một cái toán 800 thằng lính tinh nhuệ của tôi ra bắt thằng đó vô đây. Chị... Cái gì? Tự tôi bắt rồi. Cái gì? Bà bắt luôn rồi. Ừ. Đâu? Ngoài kia kìa. Xong dắt nó vô. Từ từ chứ, phải cho mới vô chứ. Bây giờ kêu Quang đánh trống rồi phải không? Ừ. Kêu nó vô cho. Nó đâu? Vô đây. Vô đây. À, trời ơi. Trời ơi. Nói cho tao nghe. Ai quánh mày? Ai quánh mày tan xương nát thịt như vậy hả con? Ba. Được rồi.
để quan sẽ xử cho con. Bây giờ con bị quan đúng không? Yeah. Ê bà già kia, cái gì? Tại sao bà quánh thằng nhỏ tan nát như vậy hả? Trộm bà, biết bà ác lắm không hả? Cái mặt bà như vậy mà bà nỡ làm nào bà quánh thằng nhỏ vui gặp nhỏ tan nát. Tôi tán một cái bây giờ nha. Quan huyện gì xử kỳ vậy? Nó ăn trộm của tôi kìa. Ủa vậy hả? Ừ. Cuối cùng xử nó. Bà là nạn nhân. Đúng rồi. Nó là tên trộm. Đúng vậy. Giờ tôi phải xử nó cho bà. Xử nó cho tôi. Con quỷ cái mày giật chồng tao. Trời ơi cái gì vậy trời? Trời ơi người ta ăn trộm. Bà không chuyển qua giật chồng. Nó có giật chồng ai? Quên. Xử án vào này nhiều cái án mà giật chồng đoạt vợ này kia bị quên bị liệu. Tụi lao. Vậy là làm sao? Thôi chết rồi. Sao nó bất tỉnh luôn rồi? Bà quánh nó đó phải không? Tôi quánh nó như thành cái nùi thôi. Bây giờ ông mới quánh nó thành cái vẻ nè. Trời ơi. Con ơi con. Chạy con ơi. Trời ơi. Đó, trời ơi giờ nó hốt quảng rồi trời. Con đừng trời sợ ơi, nó giống như con trẻ thơ mà bị người ta bỏ ngoài đường là con mặt nó ra tội nghiệp không? Bây giờ con hãy nhìn thẳng vô mặt ông. Nhìn ông thẳng vô mặt bà. Hả? Ông là quan. Trời mặt bà thánh thiện. Mặt ông như ông bụt. Trời ơi, chết nào, sao nó gập gụp lại tim mà nó xỉu luôn vậy trời. Tội nghiệp thằng nhỏ quá. Cái tôi lôi xác nó vô đây. Trời lôi xác nó vô đi. Bây giờ xử cho tôi đi, nó trộm đồ của tôi đó. Thôi, vậy con ơi. Không tin đâu. Con, được rồi, biết là con sợ đúng không? Nơi đây là chốn công đường. Quan là phụ mẫu chi dân. Quan đứng ra quân binh giật những người cô thế. Rồi, bây giờ kể cho quan nghe. Khai cho quan nghe chuyện nó xảy ra như thế nào. Khai đi con. Hãy khai khai đi con, hãy khai khai đi con, hãy khai mà hãy khai. Nó nghe nè, cha nó giật kinh phong luôn rồi kìa. Trời ơi, hát mà nhỏ giật kinh phong luôn rồi ông nội. Ê con ơi, lấy hai cái giò nó nhúng xuống giếng đi. Thôi không chơi mà chửi nhẹ. Hả? Rồi, hỏi nó chơi cái gì? Sao con, mày chơi cái gì của người ta? Để bây giờ người ta tàn hại mày đến như vậy. Trời ơi, tiếng nói sân khấu như vậy. Quan ơi. Sao? Con có làm gì đâu Quan. Quan ơi, con đói quá. À. Mấy ngày nay con không có ăn uống gì hết. À. Con lẻn vô nhà bếp của bà. Ngân, cái từ lẻn là cái từ dùng cho trộm. Chứ nếu người ta hiên ngang là người ta đi vô rồi. Thấy không? Trời, con đi vô, con đi vô cái nhà bếp nhà bà. À. Rồi bỗng nhiên con thấy... Cái gì? Mày thấy bà tù ti tú tí à? Không, không phải. Đúng rồi, bà như thế này ai dám tù ti với bà? Tán cả bây giờ nha. Con vô nhà bếp của bà và con thấy... Trời ơi, rồi, sao nữa? Sao nữa? Rồi thịt kho. Thịt kho nó làm sao? Ngon quá. Trời đất ơi. Nồi thịt kho mà mày á bây giờ mấy lần tao tưởng mày thấy nồi thịt người không đó. Không phải Quan ơi, Quan cứ tự tưởng tượng đi mà bị bỏ đói 4-5 ngày rồi không có gì ăn thấy nồi thịt kho thấy như thấy cha thấy mẹ. Con múc một muỗng cơm nhỏ, con múc hai cục thịt kho và một cái hộp dịch. À. Con bỏ vô tô cơm, con tính già con ăn rồi, bà xuất hiện. Rồi sao nữa con? Bà đánh con tơi tả. Chết không? Rồi cái tô cơm bình thường còn đi ý nguyên nhà bếp con chưa có lấy gì hết trơn. Ủa? Nói vậy là mày vào nhà bếp người ta mày ăn trộm cái tô cơm thôi đó hả? Không, con tính ăn xin và con để lại mẫu giấy cảm ơn. À. Vì đã quyên góp một tô cơm cho một mảnh đời bất hạnh. Trời ơi. Nó lịch sự quá mà. Trời ơi, nó nè. Sống nhân văn quá mà bà. Nhân văn cái gì, nó là một thằng ăn trộm. Nha, nó kể mà nó kể không hết. Kể tôi ghét người nào mà kể không hết lắm. Nó ăn cái tô, nó cầm cái tô cơm. À. Nó chưa kịp ăn. Tao mới nhào ra. Trời ơi, tôi đánh nó bầm dập cái nó ói ra, nó ói một tô cơm nữa, bây giờ nhà tôi hai tô. Trời đất ơi, mà thằng nhỏ nó có kịp ăn một cái muỗng cơm nào của nhà bà đâu. Bà quánh thằng nhỏ, nãy giờ bà quánh con bao nhiêu rồi? Dạ một cái, bà quánh con cái một à. Mà ói một thao cơm. Ở trong lúc mà nó xỉu đó, à. Và tôi mới quánh 63 cái. 63 cái? Ừ, trời đó quỷ thần ơi. Nếu như bây giờ mà lôi nó ra công đường cho tôi xử cái tội này đó, cùng lắm tôi quánh nó chỉ 13 roi thôi, thấy không? Mà bà quánh nó dư tới 50 roi nữa. Dạ không, nãy giờ quan vợ con trăm mấy chục roi. Cắt. Trời dạ. Ơi, cái gì vậy? Hay quá Phong chị. Dạ chị, được không chị? Trời ơi, tôi muốn hết hồn luôn á. Anh kêu anh xé kiểu gì vậy hả? Thì em xé tan lát, xé te tua đó. Em xé ngoài kịch bản đó. Nghĩ sao vậy? Nè, con mụ thì mè này đáng lẽ là phải bị oan nè. Không biết tự nhiên đâu ra cái phiên bản gì mà dữ như chằn lửa vậy đó. Còn ông quan huyện nữa.
Ông nghĩ sao ông ca cái bài gì mà giật chồng tôi là sao? Dạ thì mình phải làm vậy, mình phải làm lố chứ chị. Không lố đố mà vui. Thôi mấy đứa đi vô, không được, tôi không đồng ý. Rồi vô trong rồi biết đấy nhá. Trời ơi, đè quánh nhỏ xá mấy cây thiệt đó. Trời bây giờ làm lại hả? Thiệt, đi làm lại mà quánh nữa chắc chết. Em nói chị nghe, bây giờ làm phim ấy là phải nhét mấy cái cảnh hành động này vào thì mới thu hút khách được. Em cố tình gài vô đó. Gài gì? Hành động gì? Trời ơi. Ê, anh ăn buffet bao giờ chưa vậy? Có. Rồi bây giờ tôi muốn cái kịch bản này nó phải như một bữa tiệc buffet. Rồi bây giờ chị muốn một kịch bản khác đúng không? Đúng. Rồi chị ngồi xuống đi. Mấy đứa, bộ phim Ai là thủ phạm phiên bản buffet bắt đầu. Sao em? Kể anh nghe đi. Còn nó vô nhà em nó trộm. Nó vừa trộm xong em bắt nó được. Yeah. Sau đó như thế nào? Em đè em đánh nó chứ sao? Mà em đánh nó không được. Rồi nó trộm được đồ gì của em? Trời ơi, nó trộm quá, cái em phải lấy lụa em cột lại. Bây giờ em bắt nó em giải lên quan. Nó đâu? Bây giờ quan phải xử cho em. Dạ. Bắt nó tới chưa? Bắt nó tới rồi. Bây giờ mình đứng đây mình nhảy hoài thì bây giờ bao giờ mới xử được nó? Phải te ao mới được. Te một cái cho ao nha. Ở ngoài kia. Cho đòi tên trộm. Trời, giống quỷ không? Trời, dướng. Giờ nói lụa, thắt cổ chết luôn ta. Trời. Làm được hết luôn kìa. Ủa, nó nghe lại cái điệu múa con lại hả? Đúng rồi. Đó. Trời ơi, coi hay dễ sợ. Có chân hay dễ sợ. Ê, cái này nè, có mấy bên trên chụp xuống đẹp lắm nè. Ờ, đẹp lắm, lạ lắm. Đó, nó vẫn còn múa. Nó vô nó ói đó. Hả? Nó múa xong nó vô nó ói đó. Trời hay á. Nó nghe nè. Bà đâu ra bà tuyển được cái thằng trộm mà dòm như thằng cầu thủ đá banh mà múa lụa vậy? Tại vì nãy nó bắt xong cái nhà đâu có gì đâu. Lấy cái khăn lụa cột nó. Ê, cái con trộm kia. Ở dưới đó dưới bếp nhà tao mà không có trốn được đâu. Nè, lên đây mày. Mày đừng có cơ hội mày vô bếp mình trốn hả? Mà định mình hù dọa tao hả? Nè, lại đây. Nè, tôi với ông phải xong kiếp hợp bích rồi chửi vô trong mặt nó. Trời ơi. Mua nữa. Trời, sao nó ra đường đó vậy? Hay dữ vậy ta. Rồi, nó như con thằng lằn dán tường luôn rồi. Có thuộc. Đó, thôi, sống. Mày ra đây, tao phải lôn mày cái, tao phải xử án mày thôi. Hả? Vụ án con lại. Sao nó dài dữ vậy? Ai biết nó? Nè, nó là thằng trộm. Nè. Gì? Bà nghĩ làm sao? Bà nghĩ làm sao bà đưa lụa cho nó mua? Hả? Tôi chối nó bằng dây lụa. Bây giờ nó ra nó bung lụa bà thấy chưa? Bà không có làm được cái gì hết trơn trọi. Mỗi cái chuyện đi thư kiện, thư liên quan, bắt tên trộm giải lên cho quan xử. Mà bây giờ bà làm không được. Tôi với bà đừng bao giờ gặp mặt nhau nữa. Tao dễ sợ, đọc chuyện tranh nè. Trời ơi, không đọc chuyện tranh mà không đơn xử án. Anh nha, anh cũng gạt gẫm lắm nha. Nhờ em xé đồ em nói nè. Nè, chuyện tranh nè, thể dục hại thân nè. Ông tập thể dục gì mà hại thân? Bà vô duyên quá ơi. Trời ơi, bà lãng giang à, tao đang xử án à. Ủa, cái con kia mình xử đâu rồi? Đây nè, ông cái con xử đâu rồi? Bà xử đâu rồi? Không. Cái gì? Lụa của ngày nay không còn giống như lụa của ngày xưa nữa. Em mới lạc dây bà ơi. Cô tự động. Lụa của ngày xưa đáng để người ta nâng niu chiều chuộng. Còn lụa của bây giờ thì đáng bị người ta khinh. Người ta làm cái tư thế nó đẹp ghê lắm. Mày làm cái gì thứ gốm vậy? Mày nói nghe nè. Mày vô nhà tao có gì đâu mà trộm. Mày vô mày trộm cái gì trộm vậy? Quang rảnh, đi ra. Bà đi ra kia. Bà ra kia. Bây giờ con hỏi qua nè. Dạ. Đi ăn trộm. Dạ. Là người ta phải vô nhà người ta làm cái gì? Dạ, đi ăn trộm. Đúng là trộm đồ, trộm đạt đúng không? Dạ đúng rồi. Bước vô nhà không có cái gì để trộm. Bao nhiêu bà thượng lên đồ bà hết rồi. Còn cái tông này nè, là lỗi thời bà bỏ một hộp mới lấy được thôi. Trời đất ơi. Không có được. Bà làm như vậy là không có chấp nhận được. Bà xè cái bàn tay bà ra. Bà xè tay bà ra. Nè nha.
nói cho trò biết nghe không, nhà trò củ ăn củ để nhiều quá, trò phải bài ra cho ăn trộm nó vô nó biết đường nó lấy chứ. Thằng nhỏ nó tốn công, nó mệt mỏi, nó vô nó ăn trộm nhà trò mà tại sao bây giờ không có một món gì để cho nó ăn dạ, trộm. Dạ tôi xin lỗi thầy, tôi sẽ để đồ cho nó vô nó nhặt. Ủa nói chung này bây giờ mình xử làm sao? Xử bà đó. Hả? Tại sao chữ tôi? Bởi vì bà vu oan cho người ta. Không, bà là ai? Em y thờ y thi trạng thị thị me thị me quyền me dạ dạ. Ai ăn quang quang quen 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 nặng quen quang quen yeah. Anh tên tờ anh tên anh em tờ anh tên là tên trộm 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 trộm. Dạ, xin lỗi chị, xin lỗi chị, tụi em làm hơi quá một chút xíu không chị? Hơi quá phải không chị? Hơi quá. Dạ, xin lỗi. Tại chị nói lẩu tập cẩm đó. Dạ, dạ, dạ. Giỡn. Hết sức là giỡn. Xin lỗi chị ơi. Tại vì tụi em làm lẩu tập cẩm. Sao mà mấy người làm hay quá vậy? Tôi không thể nào mà không nhận được hết. Trời ơi, hay quá. Trời ơi, tôi chuyển tiền vô ngân hàng cho anh liền luôn. Khoan chị chờ em xíu. Ê, nó nghe nè, bà tán tôi một cái coi. Mày tán tao cái coi. Ê, bà kêu tôi đi. Nó nghe nè, thiệt hay mơ vậy? Trời đất ơi chị ơi, chị nói thiệt hả chị? Hả? Chị khoái cái lẩu này hả chị? Đúng rồi, chị thấy khoái cái lẩu cẩm này. Ồ. Wow. Chị không phải người ta. Sao? Một con người bình thường không có bộ não mà suy nghĩ vậy đâu chị. Dạ. Tại vì chị biết không, cái nghề là nghề diễn giống như nghề tụi em, giống như nghề thợ vậy đó. Dạ. Ở ta đưa sản phẩm nên mình phải làm, vì đồng tiền bát gạo thôi. Miếng cơm ăn áo dạ, chị. Dạ, cơm ăn áo thôi. Nhưng mà tụi em làm xong rồi tụi em cũng nãy có lấy như kia ói hoài trọng á. Dạ, cũng dạ. Nếu mà chị có cặp mắt á, móc ra trà gắn lại cũng có xài được. Chị không có mắt nghệ thuật, chị tưởng chị bỏ tiền ra là tôi làm mà không có đâu, làm mừng nhục cho chị coi thôi chứ. Xin lỗi chị nha, chị muốn thì chị quỳ xuống, tôi cũng có làm đây cho chị nữa. Ba cái tào lao, chị nghĩ sao đồ đạc bắt tôi mặc như con điên hát như mấy con khùng ở đây hả, cho ta chửi mặt tôi hả? Tôi không có đến nổi vậy đâu. Em trời đất ơi, gì vậy? Chửi tôi đứng vậy? Trời ơi, tại vì nghe bà chửi hay quá đó. Chửi tiếp rồi. Ê, bà ơi, tôi chửi bà nè. Bà nghĩ làm sao vậy hả? Tôi đóng vai quan nguyện, tôi ăn bận áo dài khăn đóng như cái phiên bản đầu tiên, nó hay quá mà, đúng không? Diễn xúc động nghẹn ngào quá mà bà không chịu. Bà bắt tụi tôi diễn cái phiên bản thứ hai, hai phiên bản nổi loạn, xé quần xé áo, rồi chưa vừa lòng bà, bà kêu diễn cái phiên bản thứ ba như cái nồi lẩu thập cẩm. Xin lỗi bà nha, bây giờ có một cái nồi lẩu thập cẩm thiệt ở đây, tôi tạt nó mặt bà đó. Đâu vậy? Trời ơi, nghe bây giờ nghe, tôi đóng trời ơi trăng cẩm bận đồ đẹp không không? Bây giờ kêu vô bận rộn như con khôn. Nè, tôi có hai từ muốn tặng cho chị. Tặng đi. Hận chi? Đó, về chưa? Về. Ok. Nghỉ việc, không phải tiền gì nữa hết. Mời em biệt tinh. Chị yên tâm. Rồi, tôi chuyển tiền cho anh rồi, cuối cùng là ai vậy? Bà Diễm.